Cứ 10 người tôi hỏi thì có 6 người bảo tôi là họ thích uống rượu whisky ủ trong thùng sherry. Và nếu bạn là một trong số đó thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn một hãng rượu được xem như là ông trùm của loại rượu này, đó chính là Glenlivet. Hãy xem video này và tôi sẽ chỉ cho bạn tất cả các thông tin bạn cần biết về hãng rượu này. Và tôi cũng sẽ review qua các chai rượu mà họ có trên thị trường để bạn có một cái nhìn khách quan. Nếu bạn thích content kiểu như này thì hãy subscribe kênh YouTube của tôi để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất về rượu whisky. Như thường lệ ở trên kênh YouTube Đăng Tàu Whisky, để hiểu về cái gì đó chúng ta phải đi về gốc rễ của mọi vấn đề. Tuy nhiên tôi chưa muốn động đến phần lịch sử của Glenlivet mà có một cái điểm thú vị hơn mà tôi muốn nói trước, đó chính là cái vị trí địa lý của nhà máy này. Nhà máy Glenlivet thì được xây dựng ở đồi Dumgoyle, đây trước đấy là một miệng núi lửa. Và cái vị trí của Glenlivet này vô cùng đặc biệt bởi vì nó nằm chính giữa cái biên giới giữa Highland và Lowland. Tức là sao? Tức là nếu mà nhà máy rượu này bị lùi xuống một chút nữa thì chúng ta sẽ gọi rượu Glenlivet là rượu đến vùng Lowland chứ không phải là Highland nữa. Có thể các bạn tò mò rằng tại sao lại có sự khác biệt về sự Highland và Lowland và tại sao họ lại chia ra làm Highland và Lowland, phải không ạ? Câu trả lời có thể gây sốc và cũng rất thú vị. Câu trả lời gồm hai phần. Thứ nhất, đó chính là yếu tố tự nhiên. Trái đất luôn xoay và nó tạo ra sự tách rời của các thềm lục địa, và Scotland thì không là ngoại lệ. Có một đường thẳng chạy ngang qua Scotland chúng ta gọi là Highland Boundary Fold. Tôi sẽ để ảnh ở trên này để bạn hình dung rõ hơn. Cái đường này thì đã chia Scotland ra làm hai phần. Phần đất cao chúng ta gọi là Highland, và phần đất thấp chúng ta gọi là Lowland. Yếu tố thứ hai hoàn toàn đến từ con người, và cụ thể là những nhà làm luật người Scotland. Giải thích rõ hơn thì vào trước năm 1784 chưa có một cái quy định nào về thuế, tức là những người dân hoàn toàn được phép nấu rượu tại trang trại của họ. Tuy nhiên vào năm 1784 thì đã có một đạo luật làm thay đổi cục diện cuộc chơi hoàn toàn, đó chính là đạo luật 1784 Watch Act. Đạo luật này thì đã quy định về cách tính thuế khác nhau tùy theo vị trí của nhà máy. Những nhà máy ở trên Highland thì sẽ bị tính thuế dựa theo dung tích của nồi chưng cất. Tức là sao? Tức là nếu mà nồi chưng cất càng to thì bạn sẽ phải đóng thuế càng nhiều. Còn ở dưới Lowland thì họ lại không tính như vậy. Ở dưới Lowland thì họ tính thuế dựa theo thể tích của những cái nồi ủ lên men chứ không phải là thể tích của nồi chưng cất. Vậy nên là ở dưới Lowland thì họ hoàn toàn có thể xây những nồi chưng cất rất là to, có công suất rất là lớn, và đó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của rượu Lowland. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà rượu Highland luôn được những whisky connoisseur yêu thích hơn là rượu Lowland. Tôi rất muốn nói hơn về cái vấn đề này và tôi sẽ bật mí ở trong vlog tiếp theo của tôi khi mà tôi nói về 5 vùng của Scotland. Chúng ta đã nói về vị trí địa lý của Glenlivet, bây giờ hãy tìm hiểu về lịch sử của Glenlivet. Hãng rượu này được thành lập vào năm 1833 bởi Mark Leland và đã đổi chủ hai lần. Cụ thể là vào năm 1874 nó đã bị Lang Brothers mua lại, và đến năm 2003 thì đã thuộc về Mark Leo. Vậy hãng rượu Glenlivet này có điểm gì đặc biệt mà bạn nên quan tâm? Thứ nhất, đó chính là có hai thứ chúng ta nói là 100% tại Glenlivet. Cái 100% đầu tiên đó chính là toàn bộ rượu Glenlivet là rượu không khói. Và cái 100% thứ hai đó chính là tất cả lúa mạch được sử dụng để nấu rượu đều được trồng tại Scotland. Và điểm thứ ba chúng ta nên biết về Glenlivet này, đó chính là có một câu châm ngôn mà họ thường gắn lên các chai rượu của họ, đó là unhurry. Tức là họ rất từ tốn, cách họ nấu rượu rất là từ từ. Cụ thể là sao ạ? Cụ thể là có hai cái từ. Thứ nhất đó chính là cái việc đun nồi chưng cất lên một cách từ từ. Đun chậm như vậy sẽ giúp cho nồi chưng cất không bị quá tải, không bị nóng quá, và sẽ giúp cho tối đa hóa sự tiếp xúc giữa đồng và rượu mới nấu ban đầu. Chúng ta biết rằng đồng là một chất có tác dụng lọc các tạp chất khác và cũng như là có tác dụng dẫn nhiệt. Vậy nên là khi mà đun từ từ như vậy thì sẽ giúp cho maximize cái hương vị của rượu whisky và sẽ tạo ra nhiều cái loại vị như là estuary, tức là vị hoa quả, có thể là vị chuối hay là vị dứa. Cái từ từ thứ hai của Glenlivet đó chính là cái quy trình ủ lên men của họ thuộc hàng lâu nhất ở vùng Highland. Cụ thể là họ có một thời gian ủ lên men lên tới tối thiểu là 56 tiếng. Khán giả quen thuộc kênh YouTube Đăng Tàu Whisky thì đã biết rằng những cái hương vị của rượu đến từ men. Vậy nên là ủ lên men càng lâu thì cái vị rượu nó càng mạnh. Mạnh ở đây là nó sẽ cho ra được cái vị hoa quả mà khi chưng cất lên
uống sẽ rất là phê. Cụ thể là khi mà ủ những cái rượu này vào thùng sherry thì nó sẽ cho ra vị rất đặc biệt, đó chính là vị dark chocolate. Đó là những gì bạn cần biết về hãng rượu Glengoyle. Còn bây giờ hãy đến phần thú vị hơn, đó chính là chúng ta hãy review từng chai rượu một. Trên tay tôi là chai rượu đầu tiên, đó chính là Glengoyle 18 năm. Chai rượu này là một chai rượu được thay thế cho dòng Glengoyle 17 vào năm 2012. Và như bạn đã để ý thì chai rượu này có một cái màu nó khá là nhạt. Nó nhạt như thế này là nó do việc kết hợp giữa thùng refill và thùng first fill. Vậy nên là màu nó không thể đậm được. Chai rượu này thì đóng tại thể tích là 700ml và là 43 độ. Chai rượu này thì nó chứa đựng những cái thứ tinh túy của Glengoyle, những điểm nổi bật của Glengoyle như tôi đã vừa nói, đó chính là những vị estuary, những vị hoa quả đậm. Tuy nhiên ở độ tuổi 18 thì tôi nghĩ đánh giá là một chai rượu để mà uống hàng ngày thì rất hợp lý. Chai rượu này có giá trên thị trường là 4,5 triệu. Lên một nấc nữa chúng ta có Glengoyle 21 năm. Thêm 3 năm thì nó khác gì? Ok, điểm đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào đó chính là cái thể tích và nồng độ cồn của chai rượu vẫn được giữ nguyên, vẫn là 700ml và là 43 độ. Thì chắc chắn đây không phải là một sản phẩm nguyên thùng rồi. Tiếp tới chúng ta để ý ra cái màu rượu, khi mà tôi so sánh màu rượu của Glengoyle 21 và màu rượu của Glengoyle 18 thì bạn thấy rằng cái màu rượu của Glengoyle 21 đậm hơn hẳn. Đậm hơn hẳn ở đây có thể là đến từ việc họ ủ thêm 3 năm trong thùng gỗ sherry. Ở chai 21 này, năm này thì tôi đã đánh giá là nó là một phiên bản gọi là tốt hơn một chút của Glengoyle 18. Tức là sao? Tức là những cái vị hoa quả thì được nâng tầm lên một chút ở cái chai 21 năm này. Và chai rượu của Glengoyle 21 năm này hiện tại có giá thị trường là 5,8 triệu. Một chai rượu mà tôi nghĩ là khá phù hợp để uống hàng ngày. Chúng ta để ý rằng cái hộp của Glengoyle 18 và cái hộp của Glengoyle 21 đều là hộp giấy. Hộp giấy thì khi mà đi biếu tặng tôi nghĩ nó không được sang lắm. Vậy giải pháp Glengoyle đưa ra cho khách hàng của mình là gì? Đó là nếu bạn muốn một chai rượu nào đấy vừa uống ngon, hộp vừa đẹp thì họ sẽ giới thiệu cho bạn hai loại, đó chính là Glengoyle 25 năm và Glengoyle 30 năm. Hãy bắt đầu bằng Glengoyle 25. 25 năm là một độ tuổi mà được xem như là độ chín của whisky. Vậy cái chai rượu 25 năm này thì nó khác gì so với 21 và 18? Thứ nhất chúng ta hãy luôn nhìn màu. Màu rất đẹp, màu rất đậm, màu này giống Macallan 25 theo như tôi cảm nhận. Và hãy nhìn về thể tích và nồng độ cồn. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy là đây là đóng tại 700ml và nồng độ cồn là 48 độ. Wow, nồng độ cồn đã cao hơn hẳn 18 và 21. Chúng ta biết rằng cái nồng độ cồn này ảnh hưởng đến cái cảm giác uống, cảm giác finish của chúng ta. Rượu càng nồng độ cồn cao thì tức là rượu đó càng ngon. Đi cùng chai 25 năm này thì chúng ta có một cái hộp gỗ rất là đẹp. Và nếu mà để nói về chất lượng rượu và so với cái giá thành của chai rượu Glengoyle 25 năm này thì tôi nghĩ rằng đây là một món hời. Bởi vì sao? Glengoyle 25 năm này chỉ có giá là 14 triệu đồng. Trong khi đó chúng ta hãy so sánh các hãng rượu khác như là Macallan. Một chai 25 năm của Macallan rơi vào tầm khoảng 75 triệu. Tức là sao? Tức là bạn uống 5 chai này, bạn uống 5 chai Glengoyle 25 này thì mới bằng bạn uống 1 chai Macallan 25. Vậy bạn cũng nghĩ rằng liệu sự chênh lệch về chất lượng khác nhau đến vậy không? Và cuối cùng chúng ta có dòng rượu cao nhất của Core Range của Glengoyle, đó chính là Glengoyle 30 năm. 30 năm là một trong những cái độ tuổi mà đáng kinh ngạc cho tất cả các loại nhà máy. Bởi vì khi mà đạt 30 năm thì chúng ta đã đạt sự cân bằng giữa vị của gỗ và vị của rượu mới nấu ban đầu. Whisky giờ đây đã trưởng thành. Hãy để ý về cái nồng độ cồn của chai rượu 30 năm này thì nó thấp hơn một chút so với chai 25 năm. Chúng ta có là 46,8 độ, thể tích vẫn giữ nguyên là 700ml. Tuy nhiên màu của Glengoyle 25 này thì thật là đẹp. Đây là một màu gỗ cẩm. Nhưng mà chiếu đèn ở đây bạn nhìn rõ, màu rất là đẹp. Và chai 30 năm này là một chai không có nhiều. Một năm họ chỉ sản xuất tối đa là 5.200 chai. Vậy nên rất hiếm trên thị trường. Chai rượu này thì có cái giá trên thị trường là 31 triệu đồng. Và đi kèm Glengoyle 30, chúng ta có một cái hộp gỗ rất đẹp. Và cũng là một bài toán so sánh, khi chúng ta so sánh chất lượng rượu của Glengoyle 30 với các loại 30 năm khác, chúng ta có là như là Balvenie 30 hay là Macallan 30, thì chúng ta thấy rằng giá 31 triệu đồng cho một chai 30 năm uống ngon như này là quá hợp lý. Với những người hoài niệm về những thứ ngày xưa,
thì tôi có một bonus cuối cùng dành cho các bạn. Đó chính là một chai Glengoyle cổ được ủ vào năm 1967. Chai này được gọi là Glengoyle Christmas Day, tức là được ủ vào chính ngày Noel năm 1967. Một chai vô cùng ý nghĩa. Như mọi người thường xem trên kênh YouTube Đăng Tờ Whisky thì chúng ta biết rằng những cái chai rượu cổ ngày xưa thì họ dùng một loại lúa mạch gọi là Golden Promise. Cái lúa mạch này sẽ cho ra một cái vị béo ngậy, uống vô cùng ngon. Vậy nên là nếu bạn là người thích một phiên bản giới hạn thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn vô cùng thú vị. Hãy xem kỹ về chai rượu này. Đây là một chai Glengoyle 1967 được giới hạn 2.500 chai và đây là size số 940. Được ủ vào năm 1967 và đóng chai vào năm 1992, tức là đã gần 30 năm về trước. Bên trong này là 100% lúa mạch Golden Promise. Chúng ta sẽ không thể tìm thấy được loại lúa mạch này ở những chai rượu ngày nay. Chai rượu này có giá trên thị trường cũng rất là hợp lý, chỉ khoảng 50 triệu đồng. Tôi mong rằng bạn cảm thấy video này hữu ích và sau khi xem video này thì bạn đã hiểu rõ hơn về hãng rượu Glengoyle này. Còn nếu bạn muốn tôi làm về hãng rượu nào thì hãy cho tôi biết ở phía dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại.